Công ty hóa chất Trần Tiến xin kính chào quý khách. Xin giới thiệu sản phẩm Calcium Chloride tiêu chuẩn thực phẩm. Calcium Chloride có tên khác là Canxi Chlorua. Là chất rắn màu trắng, không mùi, dễ tan trong nước và có tính hút ẩm mạnh. Xuất xứ Phần Lan, quy cách bao 25 kg. Sau đây là ứng dụng của Calcium Chloride. Calcium Chloride giúp tạo hương vị đầy đủ hơn cho các món ăn. Là chất phụ gia, giúp bảo quản thực phẩm đóng hộp. Tạo độ giòn và vị mặn cho các thực phẩm muối chua. Ngoài ra, Calcium Chloride còn làm chậm quá trình đông cứng của sô-cô-la. Điều chỉnh sự thiếu hụt chất khoáng trong nước ủ bia và bổ sung độ cứng cho nước. Được dùng làm chất chống đông đá và làm tan đá. Là thành phần trong một số loại thuốc, dược phẩm chữa bệnh cho con người và vật nuôi. Được dùng dưới dạng thuốc tiêm hỗ trợ điều trị bệnh tĩnh mạch, giúp phục hồi cho người bệnh sau phẫu thuật. Là thành phần trong thuốc điều trị vết côn trùng cắn, nổi mề đay và ngộ độc magnesium. Mời quý khách xem hình ảnh video sản phẩm thực tế. Công ty hóa chất Trần Tiến hiện đang là đơn vị cung cấp các loại hóa chất cho nhiều đối tác, khách hàng lớn nhằm phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp cũng như cho phòng thí nghiệm. Để mua hàng, các bạn có thể liên hệ từ số hotline 0983 838 250 hoặc truy cập vào trang web hoachattrantien.com. Cảm ơn quý khách đã xem video, hãy đăng ký kênh để theo dõi các sản phẩm mới.